Hôm bữa hôm trước mình học phần đầu của bài số 6 chương 1, mình có mẫu rủ rê mời một ai đó làm gì đó, dùng masen ka. Chẳng hạn isho ni kyoto e ikimasen ka, thì động từ mình ở đây là kyoto e ikimasu, đi Kyoto. Như vậy chuyển nó thành dạng rủ rê, đi Kyoto cùng với mình không. Mình có isho ni kyoto e ikimasen ka. Isho ni là trợ từ mang ý nghĩa là cùng nhau. Rồi, trong trường hợp mình đồng ý thì mình có he ikimasho, dùng dạng masho, động từ đuôi mas, bỏ mas đi thay bằng masho, nó sẽ mang ý nghĩa hô hào, kêu gọi, cùng làm gì đó đi. Như vậy động từ chính của mình ở đây là ikimas, như vậy mình có ikimasho, cùng đi đi. Rồi các câu còn lại, câu 1, 2, 3, 4, 4 câu thôi ha. Mình sẽ viết một câu hỏi và một câu trả lời. Câu hỏi sẽ sử dụng masen ka, mời mọc làm gì đó không. Động từ như thế nào thì các bạn xem tranh để mình tìm cái động từ cho thích hợp. Và câu trả lời thì đồng ý cùng làm gì đó đi, sử dụng dạng hô hào kêu gọi với masho. 1, 2, 3, 4 động từ học hết rồi. Không có cái từ vựng nào ngoài bài hết ha. Rồi, xem thử xem như vậy thì với mỗi cái hình này mình sẽ có câu hỏi và câu trả lời như thế nào. Cho các bạn 5 phút, sau đó tôi gọi bất kỳ. Nhanh. Thu Ngân. Có. Minh Huy. Dạ có. Hoàng Lộc. Dạ có. Lê Đức. Dạ có. Y Khang. Dạ có. Vân Hùng. Vĩnh Tài. Dạ có. Thế Bảo. Đình Hiếu. Dạ có. Việt Hùng. Dạ có. Việt Hiếu Nghĩa. Dạ có. Thành Nhân. Dạ có. Nguyễn Văn Nam. Việt Dũng. Anh Phát. Dạ có. Minh Triết. Dạ có. Thuận Thiên. Tức Mạnh. Dạ có. Lâm Duy. Dạ có. Ta Mẫn. Dạ có. Vân Khánh. Dạ có. Công Hưng. Dạ có. Trung Nguyên. Dạ có. Nhật Hạ. Dạ có. Đông My. Dạ có. Đức Trung. Duy Khang. Dạ có. Quang Nhật. Dạ có. Minh Thi. Vĩnh Thịnh. Dạ có. Hải Đăng. Dạ có. Duy Phước. Gia Huy. Duy Phước. Dạ có. Hỏi lại. Xuân Hùng. Vắng. Thế Bảo. Vắng. Việt Dũng. Vắng. Thuận Thiên. Dạ có em. Minh Thi. Chưa cả. Dạ có. À rồi. Duy Phước. Dạ có. Rồi như vậy lớp mình vắng Việt Dũng, Thế Bảo, Xuân Hùng. Thôi, đúng rồi. 2 phút nữa số bài tôi gọi bất kỳ ha.
Vậy số bài câu số 1, gõ câu trả lời vào câu, có câu trả lời các bạn vào trong khung ha. Câu số 1, Đức Mạnh. Câu số 2, Nhật Hạ. Câu số 3, Đức Trung. Câu số 4, Bình Thịnh. Cô, hình số 1 là dùng bữa trưa đúng không cô? Đúng rồi, cơm trưa. Nghỉ. Miễn làm bài, nhưng mà nếu như vậy tôi sẽ sửa lại thành vấn. Chứ bạn đi học và bạn không nghe giảng, không làm bài, nó còn ý nghĩa gì nữa. Ai cũng vậy thì cứ vào điểm danh thôi, không còn phải nghe bài. Thôi, hàm câu số 4. Câu số 4, Gia Huy. Rồi, câu số 3, Đức Trung. Câu số 4, Gia Huy, Tài Lập. À rồi, số 4, Gia Huy.
Giang Huy. Một phút nữa không có câu trả lời, tôi chờ anh một điểm. Các bạn, câu số 1, mình nói mình có là ăn cơm trưa. Như vậy, hiru, ishoni hiru wo hang o. Rồi nhắc lại ha. Mình có ăn, thì ăn nó động từ tại bên mắt, nó mới cần kèm theo tân ngữ là ăn cái gì. Thì ở đây người ta có là ăn cơm trưa, hiru wo hang o tại bên mắt. Còn khi bạn đã dùng từ shokuji shimasu thì nó đã mang nghĩa là dùng bữa luôn rồi, và người ta sẽ không dùng kèm tân ngữ nữa. Như vậy thì ở đây thích hợp hơn là mình sẽ dùng từ ăn cơm trưa, vì người ta có để cho mình cái số 12 giờ nè. Như vậy mình có câu số 1, isho ni iru gohan o tabemasen ka. Rồi câu trả lời về tabemasho. Câu số 2, hình đó mình có là uống cà phê. Rồi isho ni kohi o nomimasen ka. Câu số 2, động từ của người ta là nomimasu. Thì câu trả lời cùng uống thôi, mình có nomimasho chứ. Nomimasho, vậy ikimasho. Câu số 3, isho ni ega o mini ikimasen ka. Rồi, hoặc bạn nào dùng ega o mimasu xem phim không cũng được. Cùng xem phim học mi ma sho rồi của Đức Trung dùng mini ikimasen ka thì mình phải có ikimasho cùng đi đi. Còn nếu bạn nào là ega o mimasen ka thì mình có mimasho. Thì cái mình còn quan tâm chính là cái động từ chính ở trong câu á, đó là cái động từ gì. Thì như vậy đối với dạng mời mọc rủ rê, mình sẽ bỏ cái đuôi má sau chuyển thành ma sen, thêm ca vào cuối. Còn đối với câu trả lời ở cùng làm cái gì đó đi, cũng chỉ quan tâm cái phần động từ thôi. Thì cái động từ đó nó là gì, mình chuyển nó thành dạng ma sô, cùng làm gì đó. Câu số 4, mình có cái hình này làm gì đây? Đây là chơi tennis. Như vậy chơi tennis thì mình sẽ dùng động từ gì? Masen. Chi ai là trận đấu, ở đây người ta chỉ cần nói gì chơi tennis thôi, chứ không có tennis no chi ai o shimasu, chỉ còn nói tennis o shimasu là được rồi. Rồi như vậy mình có isho ni tennis o shimasen ka. Động từ của mình ở đây là shimasu, và mình có câu trả lời shimasho. Thì đó là dạng hôm trước mình học. Trong trường hợp mình muốn từ chối lời đề nghị của người ta thì mình sẽ sử dụng chotto. Sumimasen, chotto, bỏ lửng câu nói. Thì nhắc lại, chotto nó mang nghĩa là một ít, một chút. Trong trường hợp bạn dùng để từ chối một cái lời đề nghị mời mọc nào đấy thì có thể hiểu là cái gì đó nó hơi bất tiện. Sau đó mình có thể đưa ra thêm lý do bằng cách sử dụng từ kara ở cuối. Rồi, phần còn lại mình học ngày hôm trước đó là gì? Là mình nói về nơi chốn nào đó đang có sự kiện gì đó, đang xảy ra sự kiện gì đó. Thì lúc trước mình đã học cái mẫu danh từ cộng với giá arimas hoặc là arimasen, có danh từ hoặc là không có danh từ. Thì bài số 4 mình đã học mẫu ở nơi chốn nào đó có tồn tại hoặc không có tồn tại một cái danh từ gì đó bằng cách sử dụng nơi chốn ní danh từ giá arimas hoặc arimasen. Chẳng hạn ở thành phố Hồ Chí Minh có nhà hát lớn, ở Hà Nội có lăng Hồ Chủ tịch, thì cái đó là nói về cái sự tồn tại của một cái danh từ ở phía sau, ở một cái vị trí nơi chốn nào đó. Qua bài này mình cũng có danh từ cùng với giá arimas, nhưng mà danh từ của mình ở đây là nói về sự kiện. Nó có thể là chương trình giảm giá, sale, một trận đấu, chi ai,
buổi hòa nhạc, concerto, v.v. thì muốn nói ở nơi chốn nào đó diễn ra sự kiện nào đó, đằng sau nơi chốn đó mình sử dụng trợ từ để. Mình có sự kiện đó, animos. Vậy chẳng hạn super de seruga animos, ở siêu thị có chương trình giảm giá, ở nhà có tiệc. Uchi de party animos, nơi trốn de cộng với sự kiện cộng với giá animos. Đó là phần hôm trước học. Vậy mình qua phần cuối cùng của chương số 1. Câu này bình thường là tôi đã mua vé hòa nhạc. Mình có câu này nói như bình thường vé hòa nhạc, mình dùng concerto, hòa nhạc là concerto ha, vé mà đi hòa nhạc, đi xem phim thì người ta dùng ticketto. Như vậy đã mua vé hòa nhạc, concerto no ticketto kaimashita. Này học rồi, có gì bất thường hết. Rồi, trong trường hợp này mình thấy cái hình minh họa ở trên, người ta có để cụ thể là hai tấm vé. Bây giờ mình cũng muốn nói cụ thể mua, nhưng mà mua bao nhiêu? Mua hai tấm vé hòa nhạc. Thì trong trường hợp này mình có cái hai tấm này là một cái từ chỉ số lượng. Nó sẽ bao gồm chữ số và một cái đơn vị, một cái hậu tố ở phía sau. Thì cái hậu tố này trong tiếng Nhật người ta gọi nó là trợ số từ. Trợ số từ dùng để làm gì? Nó dùng để xác định chủng loại của cái đối tượng mà mình đang nhắc tới. Thì ở đây vé, nói về vé thì người ta sẽ dùng từ giống như tương tự trong tiếng Việt đó. Nói về vé người ta sẽ dùng là tấm vé, chiếc vé. Hoặc nói về sách thì người ta sẽ dùng đơn vị là quyển sách, cuốn sách. Hoặc đĩa CD thì sao? Đĩa CD, băng cassette. Những cái thứ đó nó là những cái trợ số từ, những cái hậu tố chỉ đơn vị dùng để xác định chủng loại của đối tượng. Thì tương tự trong tiếng Việt nó có từ tấm vé để xác định cái chủng loại của cái mình đang đếm là ticketto này. Tiếng Nhật nó cũng có cái từ gọi là để xác định đó. Thì mình có, đây là một số những cái trợ số từ. Tấm vé thì người ta sẽ dùng đơn vị đếm là mai. Mai đây ha. Mai dùng để đếm những vật mỏng như là áo, vé, giấy, vân tờ. Rồi, như vậy thì đếm mình sẽ có số đếm cộng với cái đơn vị ở phía sau. Như vậy hai tấm mình có là ni mai. Rồi, và nguyên một cái cụm này bao gồm cả số lẫn đơn vị, người ta sẽ gọi nó là lượng từ. Thì lượng từ đặt trong câu mình sẽ đặt nó như thế nào đây? Chẳng hạn trong câu này, mua hai tấm vé hòa nhạc, mình sẽ đặt nó vào trong câu ở vị trí này. Sau trợ động từ và trước động từ mà nó bổ nghĩa. Như vậy mình có mua hai tấm vé hòa nhạc, concerto no ticketto ni mai kaimashita. Rồi nhắc lại ha, nay mình làm quen với cái trợ số từ, tức là cái đơn vị hậu tố chỉ đơn vị đứng đằng sau số đếm để xác định chủng loại của đối tượng. Giống như trong tiếng Việt mình có quyển sách, cuốn sách, tờ báo, tấm áo, tờ giấy, tấm vé, v.v. Thì trong tiếng Nhật nó cũng sẽ có những cái từ tương tự như vậy để xác định cái đối tượng của mình đang đếm là gì. Thì nó gọi là chosushi. Và khi mình cộng số đếm cộng với hậu tố chỉ đơn vị ở đằng sau thì người ta gọi nguyên một cái cụm đó là lượng từ. Và lượng từ ở trong câu thì nó sẽ đặt trước động từ mà nó bổ nghĩa, sau trợ động từ. Chẳng hạn như lúc nãy, concerto no ticketto ni mai kaimashita, mua hai vé, hai tấm vé concert. Hoặc như vậy luyện tập một chút, câu này mình có thể nói như thế nào? Mỗi tháng tôi đọc hai quyển sách. Như vậy bình thường mình có hành động đọc sách ở đây là hon o yomimasu. Bây giờ đọc
hai quyển sách, thì cái hai quyển đó chính là lượng từ, hai là chữ số và cái quyển đó là trợ số từ, hậu tố chỉ đơn vị để xác định chủng loại của cái đối tượng mình đang đếm là sách. Như vậy thì câu này mình sẽ dịch như thế nào? Rồi, với những thứ như là sách, báo, tạp chí, mình sẽ dùng đơn vị là satsu. Như vậy hai quyển mình có ni satsu. Rồi, tiếp lại câu ở trên sẽ nói như thế nào đây? Mỗi tháng tôi đọc hai quyển sách. Mỗi tháng học rồi, từ mỗi học rồi ghép với từ tháng thành gì? Này câu trên nói như thế nào đây? Mỗi tháng tôi đọc hai quyển sách. Vận dụng thử mẫu thôi. Rồi, sa chữ chữ đó là chữ sa. Mình có mỗi tháng là mai tsuki. Rồi ha, mai tsuki. Rồi, watashi wa hon o yomimasu. Thì như vậy cái quyển đó của mình nó là lượng từ. Đặt vào trong câu thì mình đặt trước động từ mà nó bổ nghĩa. Như vậy mình có hon o ni sa chữ yomimasu, đọc hai quyển sách. Đúng rồi. Tiếp câu số 2. Ngày hôm qua tôi đã uống 3 chai bia. Thôi, ở đây mình có chai bia. Thì cái chai đó chính là cái hậu tố chỉ đơn vị nó xác định chủng loại của cái bia. Chai bia chứ không phải là cốc bia hay là ly bia. Uống chai bia cơ. Thì ở đây mình, mình có chai bia. Chai. Những cái vật mà thon dài, thuôn dài, người ta sẽ dùng đơn vị là hon. Và ba chai mình đọc là sambon. Sambon, ba chai. Rồi, như vậy thì câu ở dưới. Hôm qua tôi đã uống 3 chai bia. Nói như thế nào? Hôm qua. Ai biết gõ vô thử. Đúng rồi, sambon, bờ. Như vậy mình có kino. Một hành động uống bia là biru. Biru có một trường âm thôi. Biru o nomimasu kino. Thì phải dùng master. Biru o nomimasu. Như vậy ở đây mình có chai. Ba chai đó là lượng từ. Đặt trước động từ nó bổ nghĩa như vậy, uống 3 chai bia. Kino biru o sambon nomimashita. Kino thì phải chia thành từ quá khứ ha. Rồi, vậy thôi. Thì nhắc lại kiến thức cũ một chút xíu. Hồi bài số 2, mình đã học cách đếm những cái vật nhỏ thông dụng như là táo, trứng, đồng hồ, vân vân. Rồi bài số 2 mình học rồi. Đếm 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái. Lúc đó mình đếm mình dùng từ gì á? Khi nào hon, khi nào bon, rồi lát nữa nói sau. Rồi hồi bài số 2 ôm lại nào. Nhớ không? 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái. Trong đó nó có chữ chưa. Rồi, ơi. Còn nhớ không? Này, từ này đọc như thế nào đây? Một cái nè. Rồi, đọc như thế nào? Đúng rồi. Hitotsu, futatsu, mitsu. Đó, cái này học rồi nha. Cảm ơn xem lại giùm. Thì cái này, nó là cách đọc bất quy tắc dùng để đếm những cái vật nhỏ như là táo, trứng, đồng hồ, những cái thông dụng đó, vân vân. Thì cái này bị hạn chế một cái là nó chỉ có tới số 10 thôi. Từ số 11 trở lên thì thường người ta sẽ dùng cái cách đếm khác. Cái này nhắc lại. Và số 2, đây cũng là một cái loại lượng từ.
Thì tương tự khi mà muốn nói, chẳng hạn câu đầu tiên, à tôi đã mua 4 quả táo, thì mình cũng sẽ đặt cái lượng từ này trước động từ, nó bổ nghĩa sau trợ động từ. Mua 4 quả táo, mình có lingo o futatsu kai mashita. Cái này vẫn là kiến thức cũ. Trong trường hợp mình muốn nói, à tôi đã mua 2 quả táo và 3 quả cam, lúc đó mình sẽ nói như thế nào đây? 2 quả táo và 3 quả cam. Có chữ và, như vậy thì phải nối với nhau sử dụng trợ từ gì? À, nhưng cái này không phải là táo với cam không, mà nó có kèm theo số cái lượng từ. 2 quả táo, 3 quả cam. Rồi, ai còn nhớ mình nói như thế nào không? Ngôi bài số 2 chương 3, học cách gọi món. Nó nói rồi đó. Cho tôi 2 phần hamburger và 1 phần cà ri. Đúng không? Ở đây mình có 2 quả táo. Bingo là táo. Đúng rồi. Hay ha, mình có 2 quả táo như vậy, số lượng của táo lingo o futatsu. Nối hai cái đó lại với nhau, mình cứ sử dụng trợ từ tố như bình thường. Động từ của mình ở đây là cái mas, như vậy nó phải đi với trợ động từ o. Như vậy mua 2 quả táo lingo o futatsu. Tiếp theo và 3 quả cam nối lại bằng trợ từ tố. Tô mikan o mitsu kết thúc bằng động từ kai mashita. Cái này là kiến thức cũ của bài số 2. Bài số 2 mình có nói là gì? Cho tôi 2 phần hamburger và 1 phần cà ri. Thì thay vì động từ mình sử dụng cái mẫu o kudasai. Hamburger o futatsu to cà ri o hitotsu kudasai. Đúng không? À, thì mình có cái chủng loại cái vật mà mình đếm á, cộng với trợ số từ, cộng với trợ động từ, cộng với lượng từ ở phía sau. Rồi, tiếp tục ôn lại chút xíu. Thì đối với từ để hỏi, một những cái từ mà mình dùng hitotsu futatsu để đếm á, thì mình có thể có từ để hỏi là ikutsu, bao nhiêu. Nên em mikan o ikutsu kaimashita ka, à mua bao nhiêu trái cam. Còn trong trường hợp mình muốn hỏi cụ thể, chẳng hạn mỗi tháng đọc bao nhiêu quyển sách, tối hôm qua uống bao nhiêu chai bia, hôm trước ăn bao nhiêu bát cơm, thì khi đó nó có kèm theo những cái hậu tố chỉ đơn vị cụ thể, thì mình sẽ dùng theo mẫu là nan, từ để hỏi cái gì cộng bao nhiêu, cộng với hậu tố chỉ đơn vị. Chẳng hạn ở dưới mình có mai tsuki hon o yomimasu, mỗi tháng đều đọc sách. Thì các bạn sẽ hỏi à mỗi tháng bạn đọc bao nhiêu quyển sách. Lúc đó câu hỏi của mình nó có từ cụ thể để xác định chủng loại của cái sách là quyển hoặc cuốn, thì mình cũng phải dùng từ để hỏi tương ứng, đó là từ nan cộng với hậu tố chỉ đơn vị dành cho sách, ở đây là satsu. Mai tsuki hon o nao satsu yomimasu ka, mỗi tháng bạn đọc bao nhiêu quyển sách, bao nhiêu cuốn sách. À ni satsu desu, hai quyển, hai cuốn. Thì trong sách giáo khoa người ta chỉ cho các bạn cái trợ số từ của mình, nó là mai thôi. Mai thì mình có mai là những cái mai là cái trợ số từ dùng để đếm những vật mỏng như là giấy nè, khăn tay, vé, đĩa CD, áo thun, áo sơ mi vân vân. Ngoài ra thì có thêm một số những cái trợ số từ thông dụng mà mình có thể gặp nữa. Ở đây ví dụ trên bảng. Cụ thể hơn thì ở trên MS nó có một cái file tên là trợ số từ đó, tải xuống. Trong đó nó có ghi cách đếm từ 1 tới 10. Thì có những chỗ in màu đỏ, đó là cách đọc biến âm. Thì đây ha, mình có cái đầu tiên, sách sự. Mình hiểu nó là quyển hoặc là vở, quyển hoặc là cuốn. Thì nó dùng để đếm sách, vở, từ điển. Thì mình có một quyển, một cuốn, người ta đọc là ikusatsu. Xem thêm tham khảo trong cái file đó. À, mình có gì? Ở đây mình có hon. Hon là những cái dùng để đếm những vật thuôn dài như là bút chì, cây dù, trái chuối,
băng cassette, băng đĩa phim, chai bia, thì nó sẽ có những cái cách đọc biến đổi. Một cái, một chai, mình đọc là ipon, là rượu, đấu trò. Ba chai, mình đọc là sambon, bờ. Thì những cái cụ thể chỗ nào cần phải biến âm, thêm thêm những cái file. Đó, tương tự mình có thêm cái hai. Hai là dùng để đếm những cái vật đựng chất lỏng, thường là đồ uống, canh, súp vân vân, thì mình có thể hiểu nó là cốc, bát gì đó. Thì mình có ipai là một chén, một cốc, một bát, hoặc là sambai, ba cốc, ba chén, ba bát. Thì cụ thể nó có những cái nào, cách đọc nó ra sao, mình xem thêm trong cái file trợ số từ trên MS không. Thì mình ghi nhớ được cái nào thì ghi nhớ, thì lỡ ra thi thì còn biết được mà lần. Còn trong sách giáo khoa thì người ta chỉ cho mình một cái duy nhất, đó là cái mai. Mình hiểu nó là tờ, dùng để đếm những vật mỏng như là giấy, áo, vé, đĩa CD. Như vậy trong sách giáo khoa phần số 4 người ta cho mình cái gì đây? Đấy, mình có bạn Maruko rủ bạn Maria. Như vậy thì mình thấy ở đây bạn ấy đưa ra hai tấm vé đi tới Bijutsuka, đi tới viện mỹ thuật. Hồi nghe thử xem bạn ấy nói như thế nào. ですね。マリアムさんは絵が好きですか?はい。そうですか。美術館のチケットが2枚あります。一緒に美術館へ行きませんか?わあ、いいですね。行きましょう。マリアムさんは絵が好きですか?はい。そうですか。美術館のチケットが2枚あります。一緒に美術館へ行きませんか?わあ、いいですね。行きましょう。はい、như vậy mình xem thử cái đoạn hội thoại nó diễn ra như thế nào đây. Rồi ở đây mình có bạn Maruko hỏi Mariam san wa e ga suki desu ka? Danh từ cộng với ga suki thích cái gì đó. Ở đây e ga suki desu ka có thích tranh không? Hai bà ấy nói sao đây? Bijutsukan no chiketto ga nimai arimasu. Mình có danh từ ga arimasu có cái gì đó. Thì ở đây cụ thể hơn là hai tấm, hai chiếc vé. Như vậy đặt vào trong câu nó sẽ đặt ngay trước cái động từ nó bổ nghĩa arimasu. Mình có bijutsukan no chiketto ga nimai arimasu, có hai tấm vé xem phim. Và sau đó bạn ấy rủ cùng đi tới viện bảo tàng mỹ thuật không, dùng masenka. Ishoni bijutsuka e ikimasenka. Và bạn Mariam đồng ý bằng cách sử dụng mẫu hô hào kêu gọi cùng đi thôi, ikimasho. Rồi làm bài tập trong sách ngữ pháp. Mình có bài số 3. Bài số 3 người ta cho mình câu mẫu tương tự như vừa nãy mình thấy. Ega no chiketto ga nimai arimasu, có hai chiếc vé xem phim. Nhiệm vụ của mình là gì? Xem thử trong ba cái hình này. Đầu tiên, bạn các bạn mời á có cái gì, số lượng bao nhiêu điền vào câu này. Câu tiếp theo người ta đã cho mình sẵn cái isho ni cùng nhau, như vậy là đưa ra một cái lời mời, có cái này đó, như vậy cùng làm gì đó không. Và bạn B là cái bạn trả lời, dựa vào câu trả lời thì mình sẽ viết cái phần còn lại và chỗ trống sao cho nó phù hợp. Riêng câu số 3, câu số 3 thì không có cái gì hết, người ta cho mình sẵn isho ni cùng nhau, như vậy phần này mình sẽ điền vào mời mọc rủ rê họ cùng làm cái gì. Là dựa vào cái câu, cái hình, mình sẽ đoán ra được bạn này từ chối với lý do gì đây. Mình có gạch chéo đồ bơi, tức là không có đồ bơi, nói như thế nào. Rồi, xem tranh và điền phần còn thiếu vào chỗ trống. Theo mẫu cho thích hợp. Cho các bạn 5 phút. Rồi nhìn lại ha, ở đây mình có cái này là hai cái vé. Hình số 2 mình có cái này là đĩa CD. Vậy thì tụi nó phải dùng
cái trợ số từ hậu tố chỉ đơn vị đếm như thế nào? Rồi, 5 phút. Rồi, sửa bài. Câu số 1. Xong rồi. Thuận Thiên. Câu số 2. Câu số 2. Số 2 mình có cái hình đó là đĩa CD. Như vậy đĩa CD thì cũng đếm bằng cái gì? Xem thử coi. Câu số 2. Bây giờ không làm bài. Câu số 2.
thu ngân. Và câu số 3, và câu số 3 mình phải điền cái gì vào? Lâm Duy. Thôi, bạn nào xin nghỉ ngày hôm nay thì gửi mail xin phép cho tôi kèm theo giấy, giấy chứng nhận dương tính, giấy sốt cao, chung là có bằng chứng là được ha. Thôi, gửi email cho tôi. Như vậy tôi sẽ không trừ điểm participation thì các bạn tính là vẫn có phép. Các bạn đó, Hưng Hưng với Vĩnh Thịnh. Hồi số bài. Câu số 1. Consable. Trời ơi, anh Thiên, anh chú ý từ vận nhìn tôi. Consable. Consable nó ticket to. À, đi mát thì phải đi với trợ từ rồi. Nhắc bao nhiêu lần. Consable nó ticket to. À, đi mát thì phải có giá. Câu số 1 mình có. Consable nó. Nhớ không? No ticket to giá đi mai Adimas có 2 tấm vé. Rồi. Như vậy người ta rủ à cùng đi không? Visioni. Hay ge ikimas mà dùng với trợ từ ố, trợ động từ ố hả? Dùng với cái gì? Nhắc bao nhiêu lần rồi? Ikimas thì phải dùng cái gì? Trợ động từ gì? Có dùng ố, dùng é. Rồi sao kỳ à? Làm bài cũng cả rồi. Rồi, Ishoni Konsato e Ikimasen có cùng nhau đi không? Rồi, câu trả lời i desu ne, mình có đi concert. Như vậy, i desu ne Ikimasho, cùng đi đi. Câu số 2. Rồi, của thi DVD, mình dùng DVD được rồi. DVD giá Animas. Thì không sai, nhưng trong trường hợp này người ta muốn nói cụ thể à có một chiếc đĩa CD. Thì cái chiếc đĩa CD, đĩa CD nó cũng là vật mỏng. Như vậy mình cũng dùng cái gì để đếm? Vật mỏng thì cũng dùng đem lại trong cái file MS à. Có mai luôn. Như vậy có một chiếc đĩa CD. DVD ga ichi mai arimasu. Rồi phần phía sau isho ni mimasen ka. Rồi i desu ne mimasho. Câu số 3. Rồi, câu số 3 thì không có cái gì hết. Câu số 3 người ta cho mình cần điền là isho ni gì đó rủ rệ. Kondo no shiumatsu, cuối tuần này isho ni đi biển không? Umi e ikimasen ka. Rồi, và bạn ấy trả lời gì? Sumimasen, umi wa chotto. Nhưng lại ha, từ chối một cái lời đề nghị đó mình sẽ sử dụng chotto, bỏ lửng. À, xin lỗi, biển thì có hơi. Như vậy là người ta sẽ hiểu là mình từ chối cái lời mời của người ta. Và cái phần mình còn điền nó kết thúc bằng kara, tức là nêu lý do vì sao không đi được. Mình có đây là không có đồ bơi. Đồ bơi là mizugi. Như vậy không có cái gì đó danh từ cộng với ga arimasen. Mizugi ga arimasen kara. Không có đồ bơi. Rồi. Rồi, như vậy là mình xong chương số 2, à chương số 1 và 6. Tới đây có ai thắc mắc gì không? Có lại ha, mình có cái phần sau đó là gì? Trợ số từ. Hay mình hiểu đơn giản, đó là một cái hậu tố chỉ đơn vị. Và nó sẽ dùng để xác định chủng loại của cái đối tượng mà mình đang nhắc tới. Thì tương tự như trong tiếng Việt, nó có nhiều cái. À, quyển sách, cuốn sách, tờ báo, tấm giấy, tờ giấy, chiếc khăn, vân vân, chai bia, lon bia, cốc bia. Thì tiếng Nhật nó cũng có nhiều cái trợ số từ như vậy để xác định chủng loại của cái này. Thì trong sách giáo khoa người ta cho mình cái đó là mai. Mai là từ dùng để đếm những vật mỏng. Nên mình có những vật mỏng, nó có thể là tờ giấy, bức thư, tấm vé. Có thể dùng để đếm cả áo sơ mi, áo thun, người ta cũng dùng mai luôn á. Hoặc là
đĩa CD mỏng mỏng thì người ta cũng dùng mài luộc. Và ngoài ra thì nó có thêm một số những cái trợ số từ khác đó, thì mình có thể tham khảo thêm cái file ở trên MS. Rồi, vậy là mình xong bài số 6 chương 1. Hết chương 1 mình có một cái bài nghe. Bài nghe này làm cái gì đây? Rồi, bài nghe này câu mình sẽ nghe futari wa isshō ni shimasu ka shimasen ka. Mình sẽ nghe thử xem là cái cuộc hẹn của hai bạn trong từng câu nó có thành công không. Nếu thành công đánh dấu tròn là đi được, làm được. Còn không thành công, một bạn từ chối thì mình đánh dấu is. Rồi, mình nghe thử ví dụ ha. デイ1山口さん、今日は暑いですね。そうですね。本当に暑いですね。ああ、ビールを飲みたいです。飲みに行きませんか？あ、いいですね。Rồi, câu đầu tiên mình nghe thấy gì? Biru no mi ni ikimasen ka? Và bạn kia ii desu ne. Ikimashou, đồng ý. Như vậy mình đánh một dấu tròn vào. Rồi, ví dụ thứ hai. Dei ni. Nè nè, Mariam-san. Watashi karaoke ni ikitai desu. Konban issho ni ikimasen ka? Ah, sumimasen. Konban wa chotto arubaito ga arimasu kara. Rồi, hình số 2. Câu ví dụ số 2 thì bạn kia rủ karaoke ni ikimasen ka? Đi karaoke không? Nhưng mà bạn kia nói sao? Sumimasen, chotto arubaito ga arimasu kara, có việc làm thêm rồi, như vậy không đi được. Không đi được thì mình đánh một dấu chéo. Tương tự các câu còn lại 1, 2, 3, 4, 5. Nghe thử coi là cái cuộc hẹn trong từng câu này nó có thành công không. Thành công thì đánh dấu tròn, thành công thì đánh dấu chéo. Mình nghe hai lần. So desu ka. Ichi. Natapon-san wa omatsuri ga suki desu ka? Hai. Konban, Asakusa de omatsuri ga arimasu yo. Issho ni ikimasen ka? Ii desu ne. Ikimashou. Ni. Meari-san, ashita wa isogashii desu ka? Iie, kima desu yo. Ja, issho ni umi e ikimasen ka? Sumimasen, umi wa chotto mizugi ga arimasen kara. Sou desu ka. Sumimasen. コンサートのチケットが2枚あります。一緒に聞きに行きませんか？いいですね。誰のコンサートですか？スマイルのコンサートです。スマイル、行きたいです。私はスマイルがとても好きです。そうですか。じゃあ一緒に行きましょう。4パクさんは夏休みに何をしたいですか？私は北海道へ行きたいです。あ、アンナさん、一緒に行きませんか？あ、すみません。夏休み、国へ帰りますから。そうですか。五。ワンさん、明日の夜、一緒に映画を見に行きませんか？明日の夜ですか？明日の夜は、友達と約束がありますから。すみません。そうですか。あさっては時間がありますか？はい、あります。じゃあ、あさって見に行きませんか？いいですね。行きましょう。あ、そうですか。1ナタポンさんはお祭りが好きですか？はい。今晩、浅草でお祭りがありますよ。一緒に行きませんか？いいですね。行きましょう。2メアリーさん、
明日は忙しいですか？いいえ、暇ですよ。じゃあ一緒に海へ行きませんか？すみません、海はちょっと水着がありませんから。そうですか、すみません。3コンサートのチケットが2枚あります。一緒に聞きに行きませんか？いいですね。誰のコンサートですか？スマイルのコンサートです。スマイル、行きたいです。私はスマイルがとても好きです。そうですか、じゃあ一緒に行きましょう。4パクさんは夏休みに何をしたいですか？私は北海道へ行きたいです。あ、アンナさん、一緒に行きませんか？あー、すみません、夏休み国へ帰りますから。そうですか。5ワンさん、明日の夜一緒に映画を見に行きませんか？明日の夜ですか？明日の夜は友達と約束がありますから。すみません。そうですか。明後日は時間がありますか？はい、あります。じゃあ明後日見に行きませんか？いいですね、行きましょう。はい、出題câu thứ nhất。1ナタポンさんはお祭りが好きですか？はい。今晩浅草でお祭りがありますよ。一緒に行きませんか？いいですね、行きましょう。Câu thứ nhất mình đi được hay không đi được đây? Câu thứ nhất đi được không? Được, đúng rồi. Iki Masho, câu số 2. Ni Mary-san, 明日は忙しいですか? いいえ、暇ですよ。じゃあ一緒に海へ行きませんか? すみません、海はちょっと…水着がありませんから。そうですか、 すみません。はい、câu số 2 đi được không? Không, rồi. Lý do là vì sao? Khai nghe được không? Lý do vì sao bạn này từ chối? Lý do là... Rồi, không có đồ bơi. Mitsugi ga arimasen kara.Thì isho ni umi e ikimasen ka. Và bạn từ chối vì sumimasen umi wa chotto misugi ga arimasen ka, là không có đồ bợn. Vậy tương tự câu số 3. San Concerto no chiketto ga 2 mai arimasu. Isho ni kiki ni ikimasen ka? Ii desu ne.誰のコンサートですか？スマイルのコンサートです。スマイル、行きたいです。私はスマイルがとても好きです。そうですか、じゃあ一緒に行きましょう。はい、câu số 3 đi được hay không? Được, rồi, câu số 4 一緒に行きましょう。はい、コンサート。はい、câu số 44パクさんは夏休みに何をしたいですか？私は北海道へ行きたいです。あ、アンナさん、一緒に行きませんか？あー、すみません、夏休み国へ帰りますから。そうですか。はい、câu số 4 có đi được không? Lý do là gì đây? Lý do làđúng rồi, mình có ha. Natsu yasumi kuni e kaerimasu kara. Thì rủ ở Hokkaido e ikimasen ka. Sumimasen, natsu yasumi kuni e kaerimasu kara. Tôi về nước mà kỳ nghỉ hè nên là không đi được. Thôi, câu cuối cùng, câu số 5. Go.ワンさん、
明日の夜、一緒に映画を見に行きませんか？明日の夜ですか？明日の夜は友達と約束がありますから、すみません。そうですか。明後日は時間がありますか？はい、あります。じゃあ明後日見に行きませんか？いいですね、行きましょう。はい、câu cuối cùng có đi được hay không? À, câu cuối cùng đi được, nhưng mà câu số 5 nó hơi bẫy một chút xíu ha. Cái phần đầu là không đi được. Thôi, như vậy thì mình nghe lại thử xem hai bạn ấy hẹn nhau vào cái thời gian nào. Go. Wan-san, 明日の夜、一緒に映画を見に行きませんか？明日の夜ですか？明日の夜は友達と約束がありますから、 すみません。 Đầu tiên là hẹn vào lúc nào mà bạn này từ chối á? Nghe thấy gì? Đầu tiên là hẹn đi lúc nào đây? Hẹn vào lúc. Lúc. Đầu tiên là hẹn vào thời gian nào? Mà nghe lại lần nữa. Wan-san, 明日の夜、一緒に映画を見に行きませんか？明日の夜ですか？明日の夜は友達と約束がありますから、すみません。はい、đúng rồi, mình có 明日の夜、tối mai. À, nhưng mà tại sao tối mai lại không đi được? Rồi, nghe thử xem lý do tại sao tối mai bạn này không đi được. Wan-san, 明日の夜、一緒に映画を見に行きませんか？明日の夜ですか？明日の夜は友達と約束がありますから。いや、だ、đúng rồi, 友達と約束があります。明日の夜は友達と約束がありますから、すみません。tối mai có hẹn với bạn rồi nên là không được. Hoặc như vậy xem thử coi bạn kia đổi giờ hẹn lại thành lúc nào thì đi được.Như vậy hai bạn ấy sẽ hẹn nhau vào lúc nào đây? すみません。そうですか。明後日は時間がありますか？はい、あります。じゃあ明後日見に行きませんか？いいですね、行きましょう。はい、như vậy thì đổi lại thành thời gian nào đây? Đổi lại thành...Thành bao giờ? Rồi, nghe lại lần nữa. Sen. そうですか。明後日は時間がありますか？はい、あります。じゃあ、明後日見に行きませんか？いいですね、行きましょう。Đổi lại thành. Thành. Thành lúc nào? Thành lúc nào?Mình asatte. Asta là ngày mai, đổi thành asatte là ngày kia. Mình nghe lại được. ありますから。すみません。そうですか。明後日は時間がありますか？はい、あります。じゃあ明後日見に行きませんか？いいですね、行きましょう。Bạn ấy dùng là asatte. Như vậy thì bạn đã tập hôn kêu hỏi làm sao đây? À, asatte wa jikan ga arimasu ka? Mình có jikan là thời gian. Như vậy jikan ga arimasu có thời gian không? Asatte wa jikan ga arimasu ka? Vậy ngày kia thì bạn có thời gian không? Như vậy bạn ấy trả lời à, arimasu. Và bạn này rủ cha asatte mi ni ikimasen ka? Vậy ngày kia đi khôngI desu ne, ikimashou, được. Ngày kia thì đi được, chứ ngày mai thì không đi được. Như vậy là tụ lại, cái này vẫn là đi được, nhưng mà thời gian nó sẽ đổi thành asatte. Thì lúc nghe những cái chi tiết này nè, họ ra thi người ta cho cái file nghe thì nó giống thôi, mà có thể thay vì hỏi giống như sách giáo khoa là có đi được không, người ta sẽ hỏi là đi lúc nào, gặp nhau lúc nào. Thì mình cũng phải chú ý cái thông tin câu hỏi người ta cho để trả lời cho thích hợp ha.Thôi, như vậy mình xong bài nghe chương số 1. Qua kanji một xíu. Trước mình sẽ đi kanji.
Thôi, nay mình có chữ đầu tiên. Chữ này mang nghĩa là bây giờ, hiện giờ, lúc này. Mình có chữ kim. Như vậy đứng một mình nó sẽ đọc, nằm trong cách đọc bây giờ. Rồi mình có bây giờ nó như thế nào? Bây giờ là... Bây giờ đọc là sao? Im à, đúng rồi. Vậy thì chữ kim này đứng một mình nó sẽ đọc là im à. Chẳng hạn mình có à, bây giờ là mấy giờ? Im à wa nanji desu ka. Ghép với hán tự khác, chữ này nó sẽ đọc là con. Ôi, chẳng hạn mình có chữ kim này ghép với chữ chu là chữ tuần ạ. Thành kim chu tuần này. Như vậy tuần này mình đọc như thế nào đây? Tuần này. À. Còn siêu, rồi nhá. Siêu nhớ có trường âm. Tương tự chữ kim ghép với chữ nguyệt, chữ tháng. Mình sẽ ra được từ mang nghĩa tháng này. Tháng này đọc như thế nào? Tháng này. Con ghép sự. Rồi. Rồi, hồi bài số 3 mình học chữ năm, chữ niên rồi. Như vậy, chữ kim ghép với chữ niên, mình sẽ ra được kim niên là năm nay. Ở năm nay đọc như thế nào đấy? Otoshi. Otoshi. Nhớ ha, cái chữ mà ở năm nay người ta đọc là Kotoshi. Kim niên á. Rồi, trường hợp nữa là gì ta? Chữ kim ghép với chữ nhật, mình ra được từ mang ý nghĩa hôm nay, đọc là con gì? Hôm nay là con. Hôm nay đọc là hôm nay con gì? Kim nhật đọc là hôm nay. Hôm nay đọc là hôm nay đọc là gì? Đọc là kyo. Kyo, nhớ ha. Và có kim niên, năm nay đọc là kotoshi. Và kim nhật, người ta sẽ đọc là kyo. Thì tất nhiên là mình học cái này, mình nhớ những cái mà cách đọc thông dụng. Thì mình có kyo hôm nay và kotoshi năm nay. Thôi, tương tự mình có một từ nữa. Từ này mang nghĩa là đến, từ lai. Như vậy đứng một mình nó sẽ nằm trong động từ đến, mình có là kimasu. Thì cái động từ đến này là một cái động từ hơi đặc biệt. Thì mình ở đây tôi ghi cho các bạn cách đọc mình đã biết của nó là đọc động từ mas. Thì đến mình có là kimasu. Chữ ki này nó sẽ biến thành chữ kanji. Phần phía sau mas giữ nguyên hiragana. Ghép với hán tự khác, chữ này sẽ đọc là lai. Như vậy tương tự mình có lai chu, tuần tới sẽ đọc là tuần tới. Tuần tới đọc là lai siêu. Rồi, và kỳ nữa, tháng tới, tháng sau. Lai với nguyệt đọc thành lai ghép sửa, năm sau đọc thành gì? Lai ghép với niên, năm sau đọc thành năm sau, lai nen, đúng rồi. Rồi, ngày mai. Ngày mai thì mình sẽ không có chữ lai ghép với chữ nhật. Ngày mai nó viết như thế này. Ngày mai mình có nó là chữ hán tự khác, ashita. Rồi, lai ghép với nhật thì mình sẽ có từ mang nghĩa gì đây? Từ đấy nó đọc là lai nichi. Và nó mang nghĩa là việc đến nhật. Thì cái này mình chưa có học trong chương trình. Nó cũng hơi khó nhưng mà mình cứ ghi vào ha, để lỡ thi người ta cho. Tại vì chữ lai với chữ nhật đó các bạn đều học rồi. Có lai thì chị. Thôi, nghe cho hai từ của sau đi tiếp. Mình qua bài số 6 chương 2. Oh,
Rồi, bài số 6 của mình tựa đề nó là Isho ni cùng nhau. Thì bài chương số 1 mình có câu hỏi Isho ni ikimasen ka, cùng nhau đi không? Đưa ra một cái lời rủ rê mời mọc. Tựa đề chương số 2 mình có dochira ga ii desu ka. Thì dochira này mang nghĩa là gì? À, dochira là bên nào, phương nào, cái nào. Như vậy dochira ga ii desu ka, à, cái nào thì được. Trong cái bài này mình sẽ học cách so sánh, so sánh hơn, so sánh nhất giữa cái nào đấy với cái nào đấy thì cái nào được hơn. À, đây phần từ vựng trước có, đây là các cái danh từ. Rồi hình này mình có đồ ăn nói chung, tôi có nói rồi ha, tabe mono. Thì tôi đây cũng đã nói qua kanji của nó luôn rồi đó, tabe mono là đồ ăn nói chung. Tương tự mình có đồ uống nói chung, nomi mono, chữ này cũng học qua kanji luôn rồi. Nomi mono là đồ uống. Rồi tiếp theo mình có hình này là gì đây? Đây là thịt nướng, yakiniku. Yakiniku là món thịt nướng. Thì cái yakiniku này thường người ta sẽ ăn ở trong quán. Còn kiểu gọi barbecue thì là những cái mà làm ngoài trời ha. Có yakiniku là món thịt nướng. Cô ơi, cho em xem là sao trước cái, em bị miss mất. Em chụp hình lại cái liền. Đồ mimono, đồ uống. Vậy rồi. Là bemono, đồ ăn. Vậy rồi. Dở cái file từ vựng, cái file hết từ vựng ra nó có á. Ngoài tiếp theo mình có yakiniku, thịt nướng á. Ngoài ra còn có món gì nữa, món này là gì ai biết? Món này là món gì đây? Mì udon. Mì này không phải udon, mì này là gì? Mì ramen. Ramen. Đúng rồi, ramen. Đây là mì ramen ha, người ta mình dịch nó là mì ramen Nhật rồi. Thì udon với ramen nó khác nhau, thì cái sợi udon á, các bạn có thấy là nó, cái cọng nó to và nó tròn hơn, nó giống như cái cọng bánh canh á. Còn cái nước mà nó đục đục ngầu ngầu thế này mà có thịt heo trứng rồi nữa thì mình gọi đó là mì ramen. Nhớ có trường âm hay là mẹ. Thôi, thì ở những cái quán thịt nướng ở bên Nhật á, những cái chỗ đó thường người ta sẽ mở theo dạng là ăn buffet. Tức là mình vào mình trả một số tiền, mình ăn trong bao nhiêu thời gian, nó có giới hạn thời gian, ăn bao nhiêu cũng được. Thì nó sẽ có những cái quầy để mình tự chọn loại thịt như thế này. Thì cái dạng mà ăn buffet, ăn thoải mái đó người ta gọi là tà bê hô đại. Ăn buffet. Thì bên Nhật ăn thịt nướng ăn buffet là có giới hạn giờ ha, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng như đó, chứ không như Việt Nam mình ăn thoải mái. Rồi thì tương tự tabe hodai là ăn buffet, mình có nomi hodai là uống buffet, uống thoải mái. Tức là cũng trong một cái khoảng thời gian giới hạn đó thì bạn gọi bao nhiêu cốc bia, bao nhiêu cốc rượu cũng được. Không chỉ bia rượu mà nó còn có nhiều loại rượu uống có cồn khác nữa. Thì ở những cái chỗ nào hay có cái dạng nomi hô đài này, nó là những chỗ này đây. Những chỗ này là những chỗ nào? Đây là cái gì đây? Quán gì? Quán biết. Những chỗ mà cho uống rượu thoải mái thì mình có nó là những cái quán rượu, quán nhậu kiểu Nhật ha, và nó gọi là izakaya. Izakaya là quán rượu, quán nhậu. Rồi, ở đây mình có gì nữa? Mình có đây, rạp chiếu phim izakaya. Eya căng là rạp chiếu phim. Eya là phim ha. Thì cái căng này nó mang nghĩa là hội quán, một cái chỗ nào đó như vậy. Eya căng là rạp chiếu phim. Rồi tiếp theo mình có tàu điện ngầm.
chika desu. Thì hồi bài số 2 mình có học cái từ chika, hay nghĩa là dưới mặt đất á. Thì những cái có liên quan tới chika, đó là những cái liên quan tới ngầm dưới mặt đất. Thì mình có chika desu là tàu điện ngầm ha. Rồi tiếp theo mình có ca sĩ. Ca sĩ là ca siêu. Ca siêu lưu ý không có trường âm. Ca siêu. Rồi hoặc gì nữa, mình có mùa. Mùa season là khi xét sự. Thì có bốn mùa xuân hạ thu đông. Rồi đó, xem lại. Rồi tiếp có, đây là thể loại phim. Thì cái thể loại phim này người ta gọi là thể loại gì đây? Là phim hài. Đúng rồi, mình có phim hài. Hài kịch là comedy. Chỗ này, chữ này đọc là D. D ghép với Y, viết nhỏ lại là tạo thành âm ghép đặc biệt trong katakana. Đọc là D ha. Comedy, có trường âm. Phim hài. Rồi tiếp có thể loại nhạc này là nhạc jazz. Jazz, nhạc jazz. Jazz đây có tour. Tour du lịch, tour là tour. Tour nhớ có trường âm ha. Tour, tour du lịch. Rồi, xong danh từ mình có một số những cái tính từ. Đây mình có hai cặp tính từ trái nghĩa nhau. Rồi từ chỗ này đi tới nhà mình. Rồi, mình thấy cái hình này là sao đây? Đây là hai cặp mang ý nghĩa là hình này làm gì? Xa gần. Xa và gần. Rồi mình có xa là thôi. Đây ha, chữ ô này là trường âm. Tôi là xa. Và ngược lại mình có gần là chikai. Cả hai đều là tính từ y hết. Thì lưu ý cái tôi này trường âm nó là chữ ô. Tôi là xa, chikai là gần. Rồi, tiếp theo mình có thêm một cái cặp tính từ trái nghĩa nữa. Thì cặp này mang nghĩa là... là gì? Rộng hẹp. Rộng và hẹp. Mình có rộng là... Hiroi và hẹp semai. Hiroi semai là rộng và hẹp. Thôi, ngoài ra mình có thêm một từ nữa. Ở đây mình có bạn này dậy lúc 6 giờ sáng. Nếu mà dậy lúc 6 giờ sáng là dậy sớm. Mình có từ sớm là hagai. Thì bạn nào mà ghi kanji thì mình chú ý cái từ kanji dành cho sớm nó là chữ này. Sớm, nó là chữ đó ha. À, thì trong lúc làm kiểm tra mà có ghi kanji thì nhớ chọn đúng kanji, sai kanji chữ điểm ạ. Chữ đó nó mang nghĩa là sớm. Thôi à, như vậy mình xong hoàn toàn từ vựng. Còn 10 phút thì tôi nói luôn còn ngữ pháp. Thôi cái này nhanh thôi. Nói sơ qua trước ha. Đây. Mình có 5 cái đồng hồ từ A tới E. Thì bạn thấy nó xếp theo thứ tự nhỏ tới lớn. Như vậy mình có các câu miêu tả về tính chất. Đây mình có A và E. Thì mình có E thì lớn.
e là chủ ngữ, tính từ lớn của mình là oki, như vậy e lớn, e wa oki desu, và a thì nhỏ, a wa chisai desu. Đây là hai câu miêu tả tính chất của đối tượng, a và e thôi, có gì hết. Bây giờ trong trường hợp mình không muốn nói không không, mà mình muốn đưa ra một cái dạng so sánh. E thì to hơn a. Đó mình sẽ nói như thế nào đây? Rồi trong câu này, chủ ngữ là cái nào? E thì to hơn a. Chủ ngữ của mình là e, đúng rồi. Như vậy chủ ngữ là e, thì sau chủ ngữ có qua xác định chủ ngữ. Rồi, tính từ dùng để cái tính chất dùng để đem ra so sánh ở đây là gì? Tính chất dùng để đem ra so sánh, tính từ nó ở đây là to. Như vậy mình có kết thúc bằng oki desu. Đối tượng được đem ra so sánh với chủ ngữ ở đây là gì? A, đúng rồi. Như vậy thì A đặt ở giữa câu. Bây giờ E đem ra so sánh với A, thì sau cái đối tượng đem ra so sánh với chủ ngữ, mình phải có thêm một cái trợ từ nữa để xác định cái nào hơn. E thì to hơn A. Mình có E wa a yori oki desu. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, A thì nhỏ hơn E. Tương tự trong câu này, chủ ngữ là cái nào? A thì nhỏ hơn E, như vậy chủ ngữ là tương tự. Chủ ngữ là gì? A thì nhỏ hơn E, chủ ngữ mình có là A, đúng rồi. Sau chủ ngữ sẽ có trợ từ xác định chủ ngữ qua. Tiếp theo, tính chất được đem ra so sánh nói tới đây là tính chất gì? Tính chất, cái tính từ dùng đem ra so sánh ở đây là tính từ, tính chất, chất gì? Nhỏ, chi sai. Vậy đối tượng đem ra so sánh với chủ ngữ ở đây chính là A thì nhỏ hơn E, chủ ngữ là A. Như vậy đối tượng được đem ra so sánh với chủ ngữ ở đây là E. Rồi, tương tự sau E mình cũng phải có một cái trợ từ để xác định đối tượng đem ra so sánh với chủ ngữ, mình có yori. Thì yori mình sẽ hiểu ở đây mang nghĩa là hơn, và nó sẽ đặt ngay sau đối tượng bị đem ra so sánh với chủ ngữ. Như vậy khi mà làm cái dạng này thì nhất phải xác định chủ ngữ xem chủ ngữ nó là cái nào, và thứ hai cái tính từ, cái tính chất mà mình đem ra so sánh nó là gì, cuối cùng mình có cái đối tượng được đem ra so sánh với chủ ngữ. Nếu không thôi là các bạn sẽ nhầm với nhau ha. E thì to hơn A. Như vậy chủ ngữ của mình ở đây là E. Sau chủ ngữ có qua xác định chủ ngữ. Tính chất đem ra so sánh là to. Như vậy mình có kết thúc bằng oki desu. Thì đối tượng được đem ra so sánh với chủ ngữ ở đây là A. Mình đặt yori đằng sau A. E wa a yori oki desu. E thì to hơn A. So với A thì E to hơn. Cái yori này đặt sau đối tượng bị đem ra so sánh. Tương tự mình có câu ở dưới, A thì nhỏ hơn E. A là chủ ngữ, A wa. Tiếp theo cái tính chất ở đây là chi sai desu, và cái đối tượng được đem ra so sánh với chủ ngữ A đây mình có là E. Như vậy đằng sau E, đối tượng bị đem ra so sánh với chủ ngữ, mình phải đặt cái trợ từ yori mang nghĩa là hơn. A thì hơn E nhỏ, A thì nhỏ hơn E, ngược từ dưới lên. Thôi như vậy luyện tập chút xíu ha. Rồi mình nghĩ nè. Câu đầu tiên, mình có tiếng Nhật và tiếng Anh. Như vậy muốn nói tiếng Anh thì
dễ hơn tiếng Nhật mình sẽ nói như thế nào? Tiếng Anh thì dễ hơn tiếng Nhật. Rồi, đầu tiên xác định chủ ngữ trước, tiếp theo xác định cái tính chất được đem ra so sánh ở đây, và cuối cùng xác định cái đối tượng bị đem ra so sánh với chủ ngữ. Sau đối tượng đó mình sẽ đặt từ vô đi. Vậy câu trên bảng tiếng Anh thì dễ hơn tiếng Nhật mình có thể nói như thế nào? Và ai biết cứ ghi vào. Dễ. Đúng rồi. Ở đây thì Kantan hoặc là Yasashi đều được. Như vậy mình có chủ ngữ ở đây là ego. Tính từ đem ra sao, cái tính chất đem ra nói đây là dễ, Kantan hoặc Yasashi. Và đối tượng được đem ra so sánh với chủ ngữ tiếng Anh đây là tiếng Nhật. Như vậy sau tiếng Nhật mình đặt cái từ yori. Như vậy mình có ego, Nihongo yori Yasashi desu, hoặc là Kantan desu. Tiếng Anh thì hơn tiếng Nhật dễ. Tiếng Anh thì dễ hơn tiếng Nhật. Tương tự câu dưới mình có Tokyo thì vật giá cao hơn Osaka. Rồi, ở đây mình có cái cụm từ vật giá cao, dùng buka giá takai. Nó là tính chất vật giá cao. Như vậy câu này tương tự áp dụng Tokyo thì vật giá cao hơn Osaka. Chủ ngữ là gì? Tiếp theo cái tính chất đem ra so sánh ở đây là gì? Vật giá cao, tôi cho nguyên cụm từ đó rồi đó. Và đối tượng bị đem ra so sánh với chủ ngữ đây là gì? Sau đối tượng đó mình dùng Yori. Đúng rồi. Tokyo, trời ơi, nhắc anh bao nhiêu lần. Tokyo. Biết kanji, phải biết cái đúng mà không biết đúng thì trừ điểm. Rồi, Tokyo wa Osaka yori buka ga takai desu. Rồi. Chủ ngữ của mình ở đây là Tokyo. Cái cụm từ tính chất đem ra so sánh là vật giá cao, buka ga takai. Và cái vật được đem ra so sánh với chủ ngữ ở đây là Osaka. Đằng sau Osaka mình sử dụng từ yori. Tokyo thì vật giá cao hơn Osaka. So với Osaka thì vật giá ở Tokyo cao hơn. Cái yori này mang nghĩa là hơn. Và nó là cái căn cứ so sánh đặt sau cái vật được đem ra so sánh với chủ ngữ. So với chủ ngữ, so với cái đó thì chủ ngữ nó như thế nào. Thôi, bữa sau mình sẽ đi luyện tập. Tôi sẽ giảng lại phần này chút xíu rồi mình đi luyện tập. Sau đó mình đi nốt phần tiếp theo. Về nhà nhớ học từ vựng ha. Nên mình tới đây, mình đi ma show. Bữa sau tôi sẽ sửa bài kiểm tra giữa kỳ luôn. Gì? Slot sau cô cũng dạy môn này. Đúng rồi, slot sau cũng môn này luôn. Dạ. Sayonara, sensei. Sayonara. Nếu sử dụng no hô gá. Rồi, cái hô gá đó bữa sau sẽ có phần tiếp theo. Trong trường hợp bạn hỏi cái nào với cái nào thì hơn, ngày A với B thì cái nào nhanh hơn, cái nào tốt hơn á, lúc đó thì mình sẽ sử dụng trong câu trả lời là A thì tốt hơn, nó sẽ sử dụng cái hô gá đó. Còn bình thường, chẳng hạn kiểu so sánh hai cái nói đưa ra một cái dạng trần thuật trực tiếp thôi, A thì hơn B chỗ nào đó mình dùng yori.